Hello, xin chào quý anh chị yêu dấu của em. Và hôm nay em sẽ giới thiệu cho quý anh chị 4 cây đàn của Nhật, 2 cây sản xuất tại Trung Quốc và 2 cây sản xuất tại Nhật. Đó. Trên tay em đang cầm là một cái cây gọi là CG182C. Đó. Top là Seda, lưng hông là cảm ấn. Ha. Mới hầu như 99%. Đó. Quá đẹp luôn các bạn. Ha. Đây. Thì em sẽ test cho quý anh chị nghe 4 cây đàn cùng một bài hát. Đó, một đoạn thôi để cho quý anh chị nghe rõ. Thử âm thanh nha. Những chiếc giò xe chờ đầy hoa phượng, em chờ mùa buồn tôi đi đâu. Trong phương vi em cầm là tuổi tôi 18, thua chẳng ai hay, thầm lặng mối tình đầu. Là cơn mưa răng răng ngoài cửa lớp, là áo ai bay trắng cả giấc mơ, là bài thơ còn hoài trang vở giữa giờ chơi, mang đến lại mang về. Thấy không? Tức là một chút đoạn rất là nhỏ thôi. Đó, đoạn đầu thử như thế nào? Thì 4 cây là không đủ thời gian các bạn. Quý anh chị nghe rõ kỹ nha. Rồi tiếp tục mình nghe ở dưới thử nè. Nghe tiếng nè. Đó, cái này là cây CG182, mình bán với giá là 8,5 triệu. Và 8,5 triệu nha. Ok. Rồi bây giờ tới cây CG192, phân khúc cao hơn. Cao nhất trong phân khúc CG. Đây. Cây này mới là đẹp. Cũng là sản xuất tại Trung Quốc luôn. Sau này đời Yamaha là những cây này là những dòng CG là sản xuất ở tại Trung Quốc nha. Ha. Đây. Để mình sẽ chỉnh dây lại cho mọi người nhanh gọn ha. Cây này nó đẹp, khóa cũng đẹp. Những anh chị mà là bị tư tưởng ghét Trung Quốc thì mình không nói nha. Chắc chắn là sẽ không mua những cái cây này rồi. Đây. Cây này là CG192, là cao hơn CG182 cây nãy. Đặc biệt nó là, quý anh chị thấy nó có lá lúa nè. Đây, nó cẩn viền lá lúa. Hồi nãy mình không nói là hai cây đều là bằng gỗ mun hết nha. Phím đàn bằng gỗ mun hết nha. Các bạn thấy nó cẩn viền khác không? Cây đó, rất đẹp. Cấu hình gỗ cây này nó cao hơn. À, CG192 là nó cũng là mới tầm 95-99%. Như mới nha các bạn. Đây. Đặc biệt cái khóa này nó sẽ nhìn nó khác cái khóa cây này ha. Nó xịn hơn. Đó. Bây giờ cũng hát bài Phượng Hồng luôn. Những chiếc giò xe chờ đầy hoa phượng, em chờ mùa hè mùa tôi đi đâu. Trong phương vi em là tuổi tôi 18, thua chẳng ai hay, thầm lặng mối tình đầu. Mối tình
là cơn mưa răng răng ngoài cửa lớp, là áo ai bay trắng cả giấc mơ, là bài thơ còn ngoài trang vở giữa giờ chơi mang đến lại mang về. À, nghe khá không? Nghe kỹ nha. Bạn phải nghe kỹ cây nào đệm hay hơn. Ở dưới này tiếp. Cây này cấu hình nói chung là cấu hình gỗ hay hơn và theo mình là ấm hơn. Cây 182. Bán 10 triệu rưỡi. Rồi, ngắn gọn. Ok. Giờ để đâu ta? Sợ trầy quá. Đây mình để dưới này cho đỡ trầy ha. Để mình đây cho đỡ nguy hiểm. Nó mà rớt xuống cái là đời. Tôi xuống dốc không phanh nha. Đây. Tiếp theo cây này là cây Moric. Đây là sản xuất tại Nhật. Đây, sản xuất tại Nhật đây. Cây này cũng mới các bạn. Đằng cũ mà mới. Cây này là cây MC40 Moritz Classic. MC40. Cái dòng này thì sản xuất từ những năm 80 tới 90. Xe vẫn hát bài đó luôn, vẫn hát cái bài Vườn Hồng luôn. Những chiếc giò xe chờ đầy hoa phượng, em chờ mùa hè của tôi đi đâu. Trong phương vĩ em gặp là tuổi tôi 18. Chẳng ai hay thầm lặng mối tình đầu, mối tình đầu của tôi là cơn mưa răng răng ngoài cửa lớp, là áo ai bay trắng cả giấc mơ, là bài thơ còn mãi trong vở giữa giờ chơi mang đến lại mang về. Nghe khá không? Âm thanh cũ nó khá không? Đó. Cái này là em sẽ cho quý anh chị tự cảm nhận nha. Em nói mấy câu kêu nói xạo đó. Giờ đánh ở dưới thử nha. Đó, cây này là em bán nó cũng phân khúc cẩm nè. Hả? À, mà tốt cũng sửa là sida. Cây này Moritz rất đẹp nha các bạn. Để mình nó trầy xước sơ sơ thôi nè. Không có gì hết á. Không có gì mà lớn lao hết. Cây này em bán 7 triệu nha. 7 triệu. Bạn chịu thôi. So với độ mà gọi là tình trạng mới thì nó không bằng những cái cây nãy. Rồi. Để đây tí, đợi tí xíu. Rồi cây cuối cùng là cây Matsuka. Matsuka M30. À, cây này thì chạy xước nhiều hơn các cây kia tí xíu. Đây. Đó. Chạy xước. Cây này cũng phân khúc cảm ấn luôn. À, lưng hông cảm ấn luôn. Cây này thì nó xưa nhất. Cây này năm mấy ta? Cây này năm 80.
ha. 1980. Đó, cái này là 1980. Nhìn lại ha. Cái này là cái bát nổ to nhất nè. Bát nổ to đùng cách mạng luôn. To nhất trong 5 cây, trong 4 cây, trong 3 cây rồi đó. Hồi nãy là cây này là to nhất, mình đánh cái bát này nghe là khiếp rồi. Matsuka, nghệ nhân Roy Matsuka. À, quý anh chị thấy không? Nó to đùng cách mạng luôn. Đó, cây này là cây cũ, cây này là sản xuất tại Nhật nha. Này là cái đờn nghệ nhân của Nhật. Những chiếc giò xe chờ đầy hoa phượng, em chờ mùa hè của tôi đi đâu. Trùng phương vĩ em không là tuổi tôi 18, tôi chẳng ai hay thầm lặng ngồi. Là cơn mưa răng răng ngoài cửa lớp, là áo ai bay trắng cả giấc mơ, là bài thơ con hoài trang vờ giữa giờ chơi mang đến lại mang đi. Nghe khác không? Khai trường áo lụa trong thu bay, nghe không? Đó. Mỗi tình đầu của tôi nhờ cây đàn buông tiếng xa xôi, ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu, nên có một gã ngồng yêu. Cây này ấm à, cây này bát mạnh. Rồi, nhưng mà mấy cây kia là bát kiểu khác nha. Mỗi cây bát mạnh nhẹ là khác nhau. Không phải nó tùy gu mỗi người nữa. Không phải cái bát lớn là hay. Đó, đó là em test đi được 4 cây như quý vị xem. Đó, nghe thử. Cây Morik và cây Matsuka này là sản xuất tại Nhật nha. Còn hai cây kia là CG182 và 192 là sản xuất tại Trung Quốc tại đời sau này. Sợ nhất là mấy anh tư tưởng. Sao mà cứ ghét là đàn Trung Quốc nha. Đàn Trung Quốc có nhiều. Mấy cây như là 192 là 182 là cực kỳ hay luôn. Mà nhiều anh là tư tưởng là cứ ghét. Ghét suốt đời, thề luôn. Thề chết vẫn ghét. Đó. Nhưng mà vẫn xài đời là hàng Trung Quốc. Điện thoại, là dép, áo, quần áo là đều là của Trung Quốc hết. Vẫn sai, nhưng vẫn ghét. Đó. Chả hiểu nữa. Thôi, tùy. Tùy mấy anh thôi. Mấy anh cứ ghét đi. Ghét là chôn xuống mồ luôn đi. Mình càng ghét càng khổ mình thôi. Chứ sao? Mình khổ tâm mình. Không được cái gì. Thiệt. Càng ghét nó càng ganh tị đố kỵ, mình càng khổ tâm thôi. Chứ mình chả được cái gì trên đời. Đúng không ạ? Cái này là cây 192, mình cầm lên mình đánh mình đó. Rồi, xin chào tạm biệt mọi người. Đó, quên cái cây Matsuka mình quên nói giá. À, cây Matsuka là mình bán 7.9 triệu. Ok. Xin chào tạm biệt mọi người. Đến với số 43 đường 43 phường Tân Quy quận 7, cái là địa chỉ shop và lớp nhạc của mình. Đó. Số điện thoại của mình là mình xài hai số nè.
Số đầu tiên là 0936239138, đó là số Zalo. Còn số gọi là mình mới đây là số 0902691939.